kính chào toàn thể các bác. Tiếp tục là những cái sản phẩm củ loa và vỏ thùng loa, một số mẫu chuyên dùng cho các bác đi làm touring, biểu diễn sự kiện chuyên nghiệp ngoài trời. Thì trong mặt các bác đây là cái mẫu vỏ thùng loa SUP, mã là 5202, thiết kế copy theo form của một công ty nổi tiếng tại Việt Nam. Thì nhiều các bác cứ hỏi tại sao mà Việt Nam vẫn bán các cái hàng theo kiểu là nhái của hãng nọ và nhái của hãng kia. Thì thứ nhất thì đây là cái đinh phụ kiện thay thế, kích cỡ thì nó sẽ khác với cái hàng chính hãng một chút xíu. Và nó có nhiều cái yếu tố liên quan như sau. Ví dụ làm đúng form của hãng thì nó bị nhỡ gỗ và gỗ thừa không sử dụng vào mục đích gì. Nếu như làm theo cái này thì nó ăn gian được một tí và nó có thể tận dụng gỗ vào những mục đích khác. Thứ hai nữa là khác nhau về cái hình thức cấu tạo bên ngoài để phù hợp với điều kiện là linh kiện, phụ kiện thay thế với mức giá rẻ hơn rất nhiều so với phiên bản rìa chính hãng. Dựa trên những nhu cầu của các bác như vậy, các anh em các xưởng sản xuất, họ sản xuất và bên em người thương mại, người giúp các bác tiếp cận từ cái hàng này đến cái hàng kia với hình thức tương tự và chất lượng gần thế để phục vụ các bác. Thì đây là cái linh kiện phụ kiện thay thế để phù hợp với nhu cầu sử dụng của toàn thể các bác. Một cặp thùng này hiện tại bên em đang bán với mức giá là 5.500.000 đồng giá tại cửa hàng và hỗ trợ đóng gói bao bì để gửi hàng cho các bác ở những khu vực tỉnh thành rất là xa. Thì là bên em sẽ có hỗ trợ đóng gói bao bì là gồm có là đóng bìa này, quấn màng này và có thể hỗ trợ thêm cả là đóng xốp nữa. Nhưng với cái thùng nó lớn và cái vật liệu là gỗ nó rất là tốt, có cái nước sơn tốt như thế này thì chỉ cần 3 lớp bìa thôi là rất là chắc chắn rồi, không cần xốp các bác nhé. Và cái thùng này nó cũng khá là nặng, đâu đó là khoảng 60-70 cân gì đấy một cái thùng này. Và về cái thông số tiêu chuẩn, tức là thông số chi tiết kỹ thuật của cái thùng này thì là nó là súp hầm sử dụng hai khoang cộng hưởng của cái màng loa thay vì một cái khoang cộng hưởng một màng loa. Ví dụ như các mẫu loa full ram thì nó sử dụng ở phía sau màng loa, thì chúng ta hay gọi là súp đơn, súp mặt, nó là kiểu thế, cũng có đơn hầm. Còn như cái một số cái con như cái này thì con này nó sẽ sử dụng hai khoang của cái màng loa, tức là một khoang là nó đánh sẽ giải ultra non phát quy, tức là giải siêu siêu trầm, và một giải là non phát quy hay gọi là mid non phát quy, tức là trung trầm và trầm đó. Thì là cái khoang màng loa này dựa trên thông số của một số nhà hãng, thì một số củ loa của các hãng thì họ đều có ghi là VAS hoặc là resolver với cái, tức là cái khối lượng ước tính của màng loa với thùng tương đương khoảng bao nhiêu nít ấy. Thì bên nhà hãng sản xuất củ loa họ sẽ có thông số cho các bác. Và với như củ loa này nắp vào cái thùng này gọi là tương đương và khá là hợp, bởi vì VAS trong cái thùng này, khối lượng tuân thủ trong cái thùng này đâu đó nó khoảng 160 lít các bác nhé, khoảng 160 lít. Còn nếu mà đo mà ăn gian thì chắc chắn nó sẽ hơn khoảng tầm 200 lít cái thùng này, nhưng mà tính tổng thể thì nó là 200 lít trên một khoang của bác, tương đương với cái thùng này đâu đó khoảng tầm 400 lít tổng thể. Nhưng không được, bởi vì nó sẽ còn có các cái hướng gió vanh ngăn này, hướng hơi này đấy, và cái khối lượng chính ở trong cái khoang chính của thùng nó quyết định rất nhiều yếu tố các bác nhé, chứ không phải là mình thích mình làm được đâu. Và nghiên cứu nên một cái thùng loa để mà đánh nó vừa đạt tiêu chuẩn hay và đi được cái trường âm nó rất là xa, không phải đơn giản. Tức là đánh để tấn cực trước mặt thì nó ok, còn nếu mà đánh để mà áp lực của nó ở trước mặt bình thường nhưng mà đi xa tầm 10 đến 15 hoặc 30 mét nó vẫn nghe tương tự như vậy, nó không bị suy hao quá nhiều, thì đấy mới là một con súp thật là hay. Nên là các cái nhà hãng họ nghiên cứu rất kỹ về một số dòng loa súp, họ đã nghiên cứu và cũng nói luôn các bác là họ mất vài năm mới ra được một mã súp hay và khai thác hết cái khả năng của cái củ loa họ nằm trên cái thùng đó. Thì đây em cũng kể luôn nhá, thì củ bát này hiện tại bên em đang bán với mức giá ngang ngửa với cái thùng này. Cái cặp thùng này em bán là 5.500.000 giá tại cửa hàng, hỗ trợ đóng gói bao bì gửi đi. Đấy, còn các bác nào qua cửa hàng đấy thì chắc bớt được 100.000-200.000 hoặc 300.000 cái gọi là cái chi phí đóng gói bao bì để gửi đi cho các bác. Thì đó là cái nhanh gọn mà em nói luôn. Còn thùng thì mỗi người một kiểu, mỗi người một sở thích.
có người thích hầm, có người thích mặt. Thì bên em cũng có đầy đủ cho các bác hết, súp đơn mặt, súp đơn hầm, súp kép mặt, súp kép hầm. Và một số dòng súp đặc biệt viết mã riêng cho một số dòng cụ loa đặc biệt cũng có, để cho các bác thao hổ sự lựa chọn, thoải mái sự tìm kiếm. Và mình làm thế nào khai thác được hết cái đồ và cái vật liệu cũng như cái thiết bị mình đang có. Ví dụ các bác có củ loa rồi, các bác muốn lắp cái củ loa đó vào cái thùng này thì các bác chụp ảnh gửi em xem. Không phù hợp với cái thùng này thì em nói luôn là không phù hợp, bởi vì cái VAS của củ loa với cái thùng nó không hợp nhau thì nó đánh ra cái tiếng buồn cười, nó đánh nghe nó khó chịu lắm. Ví dụ bát với thùng VAS tương đương nhau hoặc là lệch nhau khoảng tầm 15 đến 30 lít thì không sao, vẫn đánh được, nghe khá là ổn. Nhưng cái bát mà lại kém hơn cái thùng khoảng tầm 50 lít. Ví dụ các bác có một cái củ bát mà VAS yêu cầu là 230 lít mà lại lắp vào cái thùng 150 lít thì nó lệch nhau tận 80 lít thể tích. Thì nếu như lệch như thế thì đánh tiếng nó rất là chắc nhưng không được êm. Cũng tương tự như vậy, các bác có một cái củ loa mà nó đáp ứng được cái tần số thấp mà lại còn VAS đơn giản lắm, tức là VAS nó khoảng tầm 150 lít, nhưng các bác lắp vào cái thùng 250 hoặc 300 lít thì nó đánh, nó chỉ ra được cái tiếng nó êm thôi, nhưng nó không ra được cái tiếng nực. Đấy, ví dụ như thế. Thì bây giờ em cũng nói luôn đấy, củ loa mà lớn hơn thùng thì là đánh nực nhưng không êm, nhưng củ loa kém hơn thùng thì là đánh êm nhưng không nực. Đấy là cái cơ bản để các bác hiểu. Còn củ loa với thùng gọi là khá hợp nhau về cái VAS, chênh lệch đâu đó khoảng tầm 15 lít thì đấy là cái tốt nhất. Còn như một số hãng yêu cầu thì là khối lượng VAS của củ loa và thùng lệch nhau đâu đó nó khoảng tầm 3 lít thôi về thể tích không khí, thì nó sẽ khai thác được gần như là tối đa được cái áp suất và cái lực đánh cũng như là tần số cộng hưởng của cái củ loa khi lắp với thùng đó, nó ra được cái tần số nó còn tốt hơn là cái tần số của cái bản thân củ loa nó làm được. Đấy. Thì trên đây là video em giới thiệu qua cũng như kể qua cho các bác nhé. Các bác nào quan tâm thì alo trực tiếp cho em. Em thì em nghiên cứu rất nhiều về thùng loa, củ loa. Các bác nào quan tâm thì alo cho em hỗ trợ tư vấn cho các bác nhiệt tình. Các bác mất mũi tiền. Ok. Xin kính chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong những video clip lần sau.